Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em cùng chuyển sang bài số 5 là bài phép cộng và phép nhân của chương trình đại số lớp 6 kỳ 1. Chúng ta sẽ bắt đầu học về bài 5 này các em nhé. Thứ nhất là chúng ta xem tổng và tích của hai số tự nhiên. Vậy thì như các em ở tiểu học đã biết này, phép cộng hai số tự nhiên bất kỳ thì tuôn cho ta một số tự nhiên duy nhất và nó sẽ gọi là tổng của chúng. Đúng không ạ? Phép nhân của hai số tự nhiên bất kỳ nó cũng cho ta một số tự nhiên duy nhất và nó gọi là tích. Và người ta dùng ký hiệu, cái dấu cộng này này, ký hiệu này để chỉ là phép cộng, và dùng ký hiệu gạch chéo này để chỉ là phép nhân. Đối với chương trình lớp 6 thì các em sẽ có thêm một cái ký hiệu của phép nhân nữa. Ngoài dấu x gạch chéo là phép nhân thì cái dấu chấm này, các em nhớ cho cô, dấu chấm cũng là để chỉ của phép nhân các em nhé. Vậy đây này, ta có này, A cộng với B thì ra C. Vậy A được gọi là số hạng, B được gọi là số hạng, và C này thì được gọi là tổng. Được chưa ạ? A nhân với B thì bằng một số D nào đấy, thì A này được gọi là thừa số, B cũng được gọi là thừa số, và cái D này thì được gọi là tích. Được chưa? Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc là chỉ có một thừa số bằng số thì ta không cần viết dấu nhân mà ta có thể viết như sau. Đây, A nhân với B. Bình thường các em học ở cấp 1 thì các em hay có ký hiệu là A nhân B, tức là ký hiệu các em viết như này. Đúng không? Các em viết như này. Thì bây giờ các em A nhân B thì các em sẽ viết là bằng A chấm B. Đây chính là ký hiệu của A nhân B. Hoặc khi mà ký hiệu mà bằng chữ thì các em không cần viết dấu chấm nữa, các em viết AB như này thì cũng ngầm hiểu, viết liên tiếp như này thì cũng ngầm hiểu đây là A nhân B. Đúng không ạ? Hoặc là vừa chữ vừa số, vừa chữ vừa số thì cũng như thế. Ví dụ 4 nhân với x nhân với y, ở học cấp 1 thì các em viết là 4 này nhân với x này nhân với y này. Thì bây giờ ở sang học cấp 2 thì em sẽ viết là 4 chấm một cái x chấm một cái y. Tức là đây là 4 nhân x nhân y. Hoặc là các em sẽ viết là 4 x y. Tức là khi mà những cái này nó là dạng chữ hoặc là vừa số vừa chữ thì các em mà không cần viết dấu chấm, người ta cũng ngầm hiểu đây là phép nhân. Còn khi mà chỉ có phần số không thì các em sẽ viết 4 nhân với bao nhiêu đấy chính là bằng 4. Ví dụ như viết 4 nhân 2 thì không thể viết là 4 2 được. Vì viết như này thì người ta sẽ biết là nghĩ sang là con số 4 2. Đúng ạ, vậy không viết như này. Mà lúc đấy các em phải viết 4 nhân 2 như này. Đấy, tức là khi mà nó chỉ chứa số không thì nó sẽ được viết bằng ký hiệu bằng dấu x là dấu nhân hoặc là dấu chấm một cái. Còn khi mà chỉ có phần số thôi, phần chữ thôi thì các em có thể viết liên tiếp, không cần dấu chấm cũng được, hoặc là cả chữ cả số. Đấy là cái phần chú ý đầu tiên mà các em cần phải chú ý cho cô. Bây giờ các em đi sang phần hỏi chấm 1 này. Hỏi chấm 1 ở đây là yêu cầu các em điền vào chỗ trống. Ở đây chúng ta có số 12 này, đây số 5 này. Cái dòng đầu tiên này, là các giá trị của con số A. Dòng thứ hai này là các giá trị của con số B, và dòng thứ ba này chính là tổng của, lấy tổng của A cộng với B bằng bao nhiêu thì nó sẽ ra được cái dòng thứ ba này. Và dòng thứ tư này là người ta cho tích của A nhân với B, A nhân B bằng bao nhiêu. Đúng không ạ? Đấy là về sơ bộ. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ điền nốt các phần còn lại. Vậy đây, người ta cho A bằng 12, B bằng 5. Vậy muốn tìm tổng của A cộng với B thì các em lấy 12 cộng với 5, đúng không? Vậy 12 cộng với 5 thì kết quả này nó sẽ ra là con 17. Đúng chưa ạ? 12 cộng với 5 thì có phải là 17 không? Đấy, rồi chúng ta làm tiếp. Ở đây là chúng ta có là A nhân với B, tức là các em lấy đây là giá trị của A này, đây là giá trị của B.
từng cái dòng như này thì em phải lấy theo từng dòng, chứ không thể là lấy con A ở trên này nhân với con B ở đây được, đúng không ạ? Em lấy cùng theo một dòng như này, tức là giá trị A bằng 12, B bằng 5, thì tổng của nó sẽ bằng 12 cộng 5 bằng 17. A bằng 12. Cô xin lỗi em một chút. Alo ạ. Dạ vâng em ơi chị. Nhóm thì bây giờ em chưa ghép được lớp chị ạ. Thì đây là số điện thoại của chị đúng không ạ? Chị cho em tên đi. Dạ vâng. Vâng. Thì vâng chị Thu, thì có gì thì em sẽ ghép được lớp để em báo chị nhá. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Nhà em ở dưới Lĩnh Nam ấy chị ơi. Dạ vâng. À vâng, vâng gần gần đến đấy ạ. Dạ vâng, đúng rồi, chị Kim Ngưu Tam Trinh đấy ạ. Chị rẽ sang. Cái lịch học thì vào năm học thì chắc là phải xem thử lịch học của các con như thế nào đấy chị ạ. Nhóm của em thì ở nhà thì tầm khoảng 5 đến 6 bạn thôi ạ. Nhỏ thôi ạ, vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em ơi chị. Bây giờ cô và các em quay lại một chút nhé. Cô vừa xin lỗi các em là cô vừa có điện thoại một chút. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có A nhân B này. A nhân B thì các em sẽ lấy 12 nhân với 5 giúp cô. Vậy 12 nhân 5 thì kết quả đây ở ô này các em sẽ điền là 60. Đúng ạ? Tiếp theo ở đây là ta có A bằng 21, B bằng 0. Vậy thì A cộng với B sẽ là các em lấy 21 cộng với 0. 21 cộng 0 thì bằng 21. Vậy cái ô này các em điền cho cô là số 21. Được chưa? A nhân với B thì các em lấy A đây nhân với B đây. Vậy 21 nhân với 0 thì kết quả sẽ bằng bằng 0. Đúng ạ? Tất cả các số khi nhân với 0 đều bằng 0 hết. Đúng ạ? Đến cái cột tiếp theo là đây là A là 1, B bằng 48. Vậy thì các em sẽ có là A cộng với B thì các em lấy 1 cộng với 48, đúng không? Vậy 1 cộng 48 thì bằng 49. Vậy các em điền vào đây cho cô là cột này sẽ là 49. Đây là A nhân với B thì các em lấy số này nhân với số này. Vậy A nhân B ở đây chính là 1 nhân với 48. Vậy 1 nhân với 48, tất cả các số khi nhân với 1 thì đều bằng chính nó, đúng không ạ? Vậy 48 nhân với 1 thì bằng 48. Vậy các em điền vào đây cho cô là ô này là ô 48. Đến cái cột cuối cùng này thì nó có hơi đặc biệt một chút là người ta cho tích rồi, tức là người ta cho tích của hai số thì bằng 0, đúng không? Trong đó có một số bằng 15. Vậy thì muốn tìm thừa số, đây là thừa số tích này. Vậy số nào nhân với 15 thì bằng 0? Vậy thì số 0 thì nhân với 15 thì bằng 0, đúng không ạ? 0 nhân với 15 bằng 0, vậy chứng tỏ là cái số A này bắt buộc là phải số 0. Hoặc là các em lấy 15, 0 chia cho 15 thì bằng 0. Muốn tìm thừa số còn lại thì chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Các em lấy 0 chia cho 15 thì bằng 0. Đúng không? Vậy con A bằng 0 thì bây giờ chúng ta sẽ điền vào đây. Chúng ta sẽ có A cộng với B thì sẽ bằng 0 cộng với 15. Mà 0 cộng với 15 thì sẽ bằng là 15. Đúng chưa ạ? Như vậy là cô và các em chúng ta vừa hoàn thành xong được cái phần hỏi chấm 1 ở trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần hỏi chấm 2 này. Hỏi chấm 2 là điền vào chỗ trống. Tích của một số với số 0 thì bằng bao nhiêu? Vậy tích của một số khi một số mà nhân với số 0 thì nó luôn bằng bằng 0, đúng không ạ? Vậy kết quả đây sẽ là bằng 0. Tất cả các số khi nhân với số 0 thì đều ra cho ra tích bằng 0. Rồi đến thứ hai là nếu tích của hai thừa số mà bằng 0
Nếu tích của hai thừa số nhân với nhau là bằng 0 thì nó phải có ít nhất một thừa số phải bằng bằng 0, đúng không em? Một trong hai thừa số bằng 0 thì khi nhân với nhau thì cái tích đấy nó cũng ra kết quả bằng 0, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi kết quả này sẽ là số 0. Đúng không? Tức là tích của một số với cái số 0 thì nó luôn bằng 0 rồi. Thứ hai là nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì nó sẽ có ít nhất một thừa số là bằng 0. Đúng không ạ? Tiếp theo ở đây chúng ta sang phần 2 nhỏ là tính chất của phép cộng này và phép nhân số tự nhiên. Vậy thì ở đây các em nhớ cho cô này, chúng ta có các tính chất sau. Phép cộng thì nó sẽ chúng ta sẽ đi các tính chất của phép cộng trước, xong đấy thì chúng ta đi đến tính chất của phép nhân. Phép cộng thì có tính chất giao hoán như chúng ta đã học ở cấp 1 rồi, tức là A cộng với B thì cũng bằng B cộng với A. Thứ hai là tính chất của phép cộng này có tính chất kết hợp, tức là A cộng với B rồi cộng với C thì các em cũng có thể lấy A cộng với B cộng với C, tức là các em thực hiện tính B cộng với C trước. Bên này thì chúng ta thực hiện A cộng B trước rồi cộng với C thì nó cũng bằng A cộng với cái tổng của B cộng C. Bài này thì thường áp dụng trong cái phép tính là gọi là tính nhanh. Tiếp theo là cộng với số 0 thì tất cả các số khi đi cộng với số 0 thì bằng chính nó. Được chưa? Tất cả các số khi cộng với 0 bằng chính nó. Tiếp theo là ta có cái tính chất của phép nhân này. Nhân thì A nhân với B thì cũng bằng B nhân A. Đây cũng là tính chất giao hoán của phép nhân. Tính chất kết hợp tức là A nhân với B rồi nhân với C thì các em có thể lấy A nhân với tích của B nhân C. Thì cái này thì mình sẽ áp dụng đối với gì phép khi mà các em đi tính nhanh thì chúng ta sẽ áp dụng cái này. Và nhân với số 1 này, nhân với số 1 thì ta có A nhân với 1 thì bằng 1 nhân với A và bằng A. Tức là tất cả các số khi nhân với 1 thì đều bằng chính nó cả. Tất cả các số khi nhân với 1 thì bằng chính nó. Tất cả các số khi cộng với 0 thì cũng bằng chính nó. Rồi tất cả các số khi nhân với 0 thì nó đều bằng 0 cả. Đúng không? Ví dụ như ta có ở đây, cô lấy thêm là A nhân với 0 thì cũng luôn bằng 0. Đấy. Cuối cùng ở đây là ta có tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, tức là A nhân, viết như này là các em ngầm hiểu đây là bằng, người ta viết bằng chữ cả nên người ta không cần phải đánh dấu nhân hoặc là dấu chấm ở đây, mà viết như này thì các em ngầm hiểu là A nhân với mở ngoặc B cộng với C. Vậy với như này thì A nhân với B cộng C thì các em sẽ lấy là A nhân với B trước này. Đấy, đây tức là lấy A nhân với B rồi đến cộng với A nhân với C. Được chưa ạ? Các em lấy A nhân với B cộng với A nhân với C. Và chúng ta có thể phát biểu bằng lười. Thứ nhất là tính chất giao hoán này. Thì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng nó không thay đổi, đúng không ạ? Đây là đối với cộng, thì tức là khi mà chúng ta đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi, tức là A cộng với B thì cũng bằng B cộng với A. Còn trong phép nhân này thì khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi, tức là A nhân với B thì cũng bằng B nhân với A, như lúc nãy chúng ta có trong cái bảng ở bên kia viết rồi đấy. Rồi đến tính chất kết hợp này, tức là muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba thì ta có thể, đây thứ nhất là khi đổi chỗ các số hạng của một tổng thì tổng không thay đổi, tức là chúng ta đã có công thức là A cộng với B thì cũng bằng B cộng A, đúng không? Lúc nãy chúng ta có, đây là tính chất giao hoán của phép cộng, đúng chưa? Rồi chúng ta có tính chất giao hoán của phép nhân, tức là khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi, tức là A nhân với B thì cũng bằng B nhân với A, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo nữa này là chúng ta có sang đến tính chất kết hợp này, là tính chất kết hợp của phép cộng, tức là muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng hai số là số thứ hai và số thứ ba. Tức là đây cái này chính là A cộng với B đây, muốn cộng một tổng hai số, đây có phải một tổng hai số không, với một số thứ ba, tức là với một số C nào đấy
thì ta có thể cộng số thứ nhất với lại tổng hai số là số thứ hai và số thứ ba, tức là nó có phải là bằng số thứ nhất là số a không, cộng với hai số là số thứ hai và số thứ ba, tức là cộng với b cộng c như này, đúng không ạ? Tiếp theo là ta có gì, muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba thì cả ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba, tức là đây là tính chất gì, kết hợp của phép nhân, muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba, đúng không ạ? Tức là a nhân với b đây rồi nhân với c, đúng không? Tích hai số này với một số thứ ba thì ta có thể lấy số thứ nhất nhân với tích của số thứ hai và số thứ ba, đúng chưa ạ? Đây là phát biểu của tính chất gì, kết hợp trong phép nhân, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta có tính chất phân phối này. Tính chất phân phối là muốn nhân một số với một tổng thì ta có thể lấy số đó nhân với từng số hạng của tổng rồi các em cộng các kết quả lại, tức là muốn nhân một số này, số a này, với một tổng hai số là số b cộng với số c thì các em sẽ lấy số đó nhân với từng số hạng của tổng, tức là lấy số đó, tức là lấy số a này này nhân với từng số hạng của tổng, tức là các em lấy a nhân với số b, rồi xong rồi lại lấy số a nhân với số c và các em cộng kết quả lại, tức là lấy a nhân b cộng với a nhân c. Đấy, là cái phần này chỉ là cái phần đi phát biểu bằng lời của các cái công thức ở trang bên cạnh thôi, mà lúc nãy chúng ta vừa vừa học xong cái phần công thức đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần hỏi chấm 3. Phần hỏi chấm 3 ở đây là một phần về tính nhanh. Là phần về tính nhanh, vậy thì tính nhanh ở đây câu A này, cô hướng dẫn các em làm câu A, ta có hỏi chấm 3. Câu A ở đây là người ta yêu cầu các em tính là 46 cộng với 17 cộng với 54, được không? Đây, người ta yêu cầu các em tính nhanh cái này. Vậy thì muốn tính nhanh cái này thì các em sẽ làm như sau. Nó sẽ bằng ở đây các em sẽ áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, tức là khi mà chúng ta đổi chỗ đi, đổi chỗ các số hạng thì cái tổng này nó không thay đổi. Và ở đây các em sẽ lấy là 46 các em cộng với 54 được bao nhiêu, các em sẽ cộng với 17. Các em sẽ làm như này, để chúng ta sẽ ghép hai số này với nhau thì nó sẽ ra một số chẵn, đúng không ạ? 46 cộng với 54 thì nó bằng 100, đúng không em? Đấy, rồi các em cộng thêm 17 nữa, như vậy thì nó sẽ bằng là 117, được chưa ạ? Vậy chúng ta vừa xong hỏi chấm 3 câu A. Bây giờ chúng ta sẽ sang hỏi chấm 3B nhé. Chúng ta có 4 này, nhân với 37 này, đấy, rồi nhân tiếp với 25 này. Vậy thì để làm được con này thì các em cũng tính áp dụng cái tính giao hoán, tính chất giao hoán của phép nhân, tức là các em sẽ lấy 4 nhân với 25 được bao nhiêu thì các em sẽ nhân với 37. Tức là trong đây một dãy toàn là phép nhân cả, thì các em có thể đổi chỗ các cái số hạng thì chúng ta vẫn được một kết quả không đổi. Về đây các em sẽ ghép như này, bởi vì 4 nhân với 25 thì bằng 100, đúng chưa ạ? Rồi các em đi nhân với 37, tức là nó sẽ bằng là 3700. 100 nhân với 37 thì các em sẽ bằng 3700, đúng chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ sang câu C. Ví dụ C ở đây, C ở đây là yêu cầu các em tính là 87 nhân với 36 cộng với 87 nhân 64. Vậy ta có C này là 87 nhân với 36 cộng với 87 nhân với 64. Vậy thì ta sẽ làm bài này như nào đây? Vậy ở đây thì các em sẽ áp dụng cái tính chất phân phối, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Vậy thì các em nhìn, các em áp dụng tính chất phân phối thì cái tính chất phân phối tức là a nhân với mở ngoặc. Chúng ta cùng nhắc lại cái tính chất phân phối một chút. Tính chất phân phối có phải là a nhân với mở ngoặc b cộng với c, thì các em lấy lần lượt cái thừa số này nhân với lần lượt từng thừa số bên trong rồi các em cộng kết quả lại, tức là nó phải là bằng a nhân với b này, tiếp tục là đây là a nhân với c, xong rồi đây là dấu cộng thì các em cộng kết quả lại như này, đúng không? Vậy thì từ đây hai cái số này thì các em lại thấy có gì chung, có a chung, đúng không? Có phải có a chung không thì người ta đặt a ra ngoài thì trong ngoặc sẽ còn là b cộng với c,
Đấy, vậy thì quay lại bài này thì các em nhìn vào đây thì các em thấy trong hai cái tích này là có con 87 là số chung. Vậy các em đặt 87 ra ngoài giúp cô. Đấy, 87 chung thì đặt ra ngoài. Vậy 87 đặt ra ngoài thì cái phần này còn 36. Đúng không ạ? Còn cái phần này là 64, nó sẽ được ghép với nhau bằng dấu cộng như này. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng là 87. Đấy, nhân với 36 cộng với 64. Vậy 36 cộng với 64 thì bằng 100 đấy các em. Đúng không ạ? 36 cộng 64 thì bằng 100. Vậy 87 nhân với 100 thì nó sẽ bằng là 8700. Đúng chưa? Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được cái phần hỏi chấm 3, cũng như là chúng ta đã đi hết phần lý thuyết của bài tập số 5. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần bài tập của phần này. Và phần bài tập này thì nó sẽ bao gồm các bài từ bài 26 đến bài số 30 ở trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào phần bài tập các em nhé. Đầu tiên này, bài tập 26, cô hướng dẫn các em bài tập 26, các em nhìn vào đây. Bài 26 là cho các số liệu về quãng đường bộ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên là 54, từ Vĩnh Yên đi Việt Trì là 19 km, và từ Việt Trì đi Yên Bái là 82 km. Hãy tính cái quãng đường một ô tô đi Hà Nội lên đến Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì. Vậy thì ta sẽ làm bài 26 như sau. Tức là đây, các em có thể biểu diễn như này. Đây là Hà Nội. Cô viết tắt là chữ Hà Nội là chữ Hà Nội là HN, đúng không ạ? Đến Vĩnh Yên, cô biểu diễn trên một cái đường như này. Đến đây là Vĩnh Yên. Được chưa? Xong rồi đến đây là Việt Trì. Cô giả sử như thế, rồi đến đây là Yên Bái. Đúng không ạ? Yên Bái. Biết rằng từ Hà Nội đến Vĩnh Yên là 54 km, từ Hà Nội đi Vĩnh Yên từ đây đến đây là 54 km. Được chưa? Tiếp theo là từ Vĩnh Yên đi đến Việt Trì, tức là từ đoạn từ đây đến đây là 19 km. Cô vẽ nó không, nó hơi tỷ lệ nó hơi không đúng một chút, đúng không ạ? Em cứ tưởng tượng như thế thôi. Đấy, từ Hà Nội đến Vĩnh Yên, tức là đoạn từ đây đến đây là 54, từ Vĩnh Yên đi Việt Trì là 19, xong đó từ Việt Trì lên Yên Bái thì là 82, tức là từ đây đến đây, đấy, toàn bộ từ đây đến đây là 82 km, đúng không ạ? Vậy bây giờ người ta muốn tính cái quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì, tức là một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái đi qua Vĩnh Yên, đi qua Việt Trì là bằng bao nhiêu, tức là quãng đường từ đây đến đây bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Vậy thì nhìn vào đây thì các em sẽ thấy là quãng đường đi Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên, Việt Trì sẽ bằng 54 này cộng với 19 này rồi cộng với 82, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ làm như sau. Ta sẽ có là quãng đường ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì là, các em sẽ cộng 3 kết quả lại, đúng không? Đây chúng ta sẽ có này, quãng đường ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái mà qua Vĩnh Yên, Việt Trì là 54 này cộng với 19 này rồi cộng với 82
đúng không ạ? Kem cộng 3 cái kết quả này lại à, xem thử kết quả nó sẽ bằng bao nhiêu. Thì kết quả nó sẽ bằng là 155 km. 155 km kem ghi vào. Được ạ. Sau đấy thì em đáp số thôi. Đáp số nó chính bằng là 155 km. Dạ. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 26 ở trong sách giáo khoa. Ta có bài tập 26 đây. Đấy, chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 26. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 27 các em nhé. Bài tập 27 này là áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để mà chúng ta đi tính nhanh. Thì chúng ta sẽ có bài tập 27. Câu A. Câu A là ta có là 86 cộng với 357 cộng với 14. Vậy thì ở đây các em sẽ áp dụng cái tính chất là gì? Tính chất kết hợp. Tính chất kết hợp để chúng ta làm ở đây. Vậy nó sẽ bằng là 86 kem cộng với 14, rồi kem cộng với 357 cho cô. Tức là khi tính chất kết hợp là gì? Muốn cộng một tổng hai cái thừa số với một thừa số thứ ba thì chúng ta có thể cộng cái. Ở đây thì có thể nói là tính chất kết hợp cũng được, hoặc là tính chất giao hoán cũng được. Tức là khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi. Thì ở đây các em có thể nói đây là tính chất giao hoán đi, nó chính xác hơn. Đấy, tức là khi mà chúng ta đổi chỗ thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Vậy thì ở đây nó sẽ bằng gì? 86 cộng với 14. Vậy 86 cộng với 14 thì nó bằng 100, đúng không ạ? Các em giao hoán đi để chúng ta đưa về tổng là các số nguyên. Cộng với 357. Vậy 100 cộng với 357 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 457. Được chưa? Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được cái bài tập 27A. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang 27B các em nhé. 27B ở đây là yêu cầu các em tính 72 này cộng với 69 cộng với 128. B là các em phải tính 72 này cộng với 69 này cộng với 128, đúng không? Đấy, yêu cầu các em tính cái này. Vậy nó sẽ bằng này 72 cộng với 128. Tức là chúng ta đổi chỗ đi, chúng ta ghép hai số này với nhau, vì khi ghép hai số này thì nó sẽ ra số nguyên, đúng không? Và đây chính là cũng là tính chất giao hoán đây, đúng không ạ? Vậy thì các em có 72 cộng với 128 thì nó sẽ bằng 200. 200 mà cộng với 69 thì có bằng 269. Như này thì chúng ta tính nó sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài 27AB. Bây giờ chúng ta cùng sang bài 27 vế C và vế D các em nhé. Cô sẽ gấp cái phần này đi để cô sang hai vế tiếp theo. Hai bảy C ở đây là ta có là 25 nhân với 5 nhân với 4 nhân với 27 nhân với 2. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Các em sẽ áp dụng cái tính chất gọi là tính chất giao hoán của phép nhân. Khi chúng ta đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích của nó không thay đổi. Vậy ở đây thì các em sẽ ghép như sau. Các em ghép như sau. Con 25 này thì các em sẽ ghép với con 4. Để 25 nhân với số 4 này thì bằng 100 này, đúng không ạ? Con 5 này thì các em ghép với con 2 để nó thành số 10 này. Còn cái con 27 thì các em cứ để phía sau đi, đúng không ạ? Đấy, vậy thì ta có 25 nhân với 4, hai số này nhân với nhau thì bằng 100, đúng không ạ? 5 nhân với 2, ký hiệu chấm này tức là các em làm quen đi nhá. Lên cấp 2 người ta không dùng xx nữa đâu, x là nhân nữa đâu, mà người ta sẽ dùng dấu chấm. 5 nhân 2 đây là 10 này, nhân tiếp với 27 này. Vậy 100 nhân với 10, 100 nhân với 10 đây thì nó sẽ bằng 1000, đúng không em? Đấy, nhân với 27. Vậy 1000 nhân với 27 thì nó sẽ bằng là 27.000.
đúng không ạ, bằng 27.000. Như thế là chúng ta đã tính rất là nhanh cái câu C của bài tập 27 đúng không? Bây giờ chúng ta cùng sang câu cuối cùng của bài tập 27 nhé, là câu D. Câu D ở đây là 28 này nhân với lại 64 này cộng với lại là 28 nhân với 36. Vậy thì ở đây đối với bài này thì các em sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Các em nhìn thấy ở đây có con 28 là 28 là con chung đúng không? Vậy các em sẽ đặt 28 ra ngoài, cái chung thì các em đặt ra ngoài. Vậy trong ngoặc của các em sẽ còn là 64. Đây, cái phần đặt 28 ra ngoài thì cái phần này còn 64 đúng không ạ? Còn cái phần này là còn 36, nó nối với nhau bởi dấu cộng đây. Đúng chưa? Vậy thì nó sẽ bằng là 28 64 cộng với 36 tức là bằng 100 đấy các em. Vậy thì nó sẽ bằng 28 nhân với 100, vậy thì nó sẽ bằng là 2800. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được tất cả các bài của bài tập 27 ở trong sách giáo khoa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo, là chúng ta sẽ sang bài tập số 28 các em nhé. Bài 28 như sau. Trên hình 12, trên hình 12 ở đây, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút. Hai cái kim đồng hồ chia mặt đồng hồ thành hai phần và mỗi phần thì có 6 số. Tính tổng các số ở mỗi phần, em có nhận xét gì? Vậy thì như này, tức là cái kim đồng hồ này nó chia. Nó chia ra. Vậy các em nhìn vào đây cho cô. Cô sẽ lấy cái bút này cô chia nhé, cô kéo dài ra này. Đây. Đúng ạ, cô kéo ra như thế thì có phải là hai cái kim đồng hồ này chia cái đồng hồ thành hai phần không? Mỗi phần có 6 số. Phần phía bên trên này có 10, 11, 12, 1, 2, 3. Phần phía dưới đây có 6 số, số 10 là 1 này, 11 là 2, 12 là 3, 1 là 4, 2 là 5, số 3 là 6 đúng không ạ? Phía bên dưới thì có số 4. Đây là một số này, hai số này, ba này, bốn này, năm này, sáu, đúng chưa? Có phải là khi mà 9 giờ 18 phút thì hai cái kim đồng hồ này chia thành hai phần và mỗi phần đều có 6 số không? Bây giờ tính tổng các cái số ở mỗi phần và em có nhận xét gì? Đúng chưa? Vậy thì sau khi chia rồi thì ta sẽ có hai phần như sau. Ta sẽ có này, phần 1 này. Bài tập 28 nhá. Bài tập 28 thì chúng ta sẽ có phần 1 này. Phần 1 ở đây là gồm là các số là gồm có số 10 này, số 11 này, số 12 này, số 1 này. Đúng ạ? Đây có phải phần thứ nhất chia thành 6 số này không? Sau đấy thì các em tìm tổng của mỗi phần, tức là ta có suy ra là tổng của phần 1 này sẽ bằng, thì các em sẽ lấy 6 số này cộng với nhau, tức là các em lấy 10 cộng với 11 cộng tiếp với 12 cộng với 1 cộng với 2 cộng với 3 đúng không ạ? Vậy ở đây các em tính thôi, ta có là 10 cộng với 11 thì nó sẽ bằng là 21 đúng không ạ? 21 cộng tiếp với 12 thì nó sẽ bằng là 33. 33 cộng với 1 thì bằng 34. 34 cộng với 2 thì bằng 36. 36 cộng với 3 thì bằng 39, đúng không ạ? Vậy tổng sẽ bằng 39. Đúng chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm tổng của phần thứ hai các em nhé. Phần thứ hai của chúng ta là gồm các số 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Vậy chúng ta phần 2 này. Phần 2 của chúng ta bao gồm các số đây. 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không? Thì nó gồm 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9. Đúng không ạ? Vậy thì ta có tổng của phần 2. Thì sẽ bằng, các em lấy 4 cộng với 5
cộng 6, cộng 7, cộng 8, cộng 19. Vậy thì ở đây thì cái này thì cô sẽ áp dụng tính chất giao hoán, cô lấy 4 cộng 6 này để thành 10 này. Cộng tiếp với lại là cô chỉ cộng được hai cái này thành 10 thôi, còn các cái khác thì mình chắc là vẫn phải giữ nguyên thôi. Cộng 5, cộng 7, cộng 8, cộng 9 đi. Đúng không ạ? Vậy đây chúng ta sẽ có 4 cộng với 6 thì bằng 10, 10 cộng với 5 thì bằng 15, 15 cộng với 7 thì bằng 22, 22 cộng với 8 thì bằng 30, cộng với 9 nữa thì bằng 39. Đúng chưa ạ? Vậy sau khi tính xong thì các em có thấy là tổng hai cái đều bằng nhau và đều bằng 39 không? Vậy chúng ta sẽ có gì? Nhận xét. Nhận xét tức là tổng. Tổng các chữ số. Ở hai phần sẽ như nào với nhau? Bằng nhau, đúng không em? Bằng nhau. Và cụ thể là nó cùng bằng 39 như chúng ta vừa tính xong đấy các em. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 28. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tập 29 ở trong sách giáo khoa các em nhé. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 28 rồi. Giờ chúng ta sẽ sang bài tập 29 này. Bài 29 là điền vào chỗ trống trong bảng tính sau. Chúng ta có số thứ tự ở đây. Đây là số thứ tự. Đây là loại hàng thì chúng ta có 3 loại hàng, mua 3 loại hàng. Chúng ta mua vở loại 1, vở loại 2 và vở loại 3. Số lượng của vở loại 1 là các em mua 35 quyển, loại 2 là mua 42 quyển và loại 3 là mua 38 quyển. Giá của mỗi quyển sách, quyển vở loại 1 là 2.000 đồng. Loại 2 là 1.500 đồng và loại 3 là 1.200 đồng. Xong rồi đấy mình sẽ tính tổng tiền. Như thế thì tổng số tiền này. Vậy thì các em mua 35 quyển. 35 quyển mà mỗi quyển 2.000 đồng thì các em sẽ mua hết bao nhiêu tiền? Các em sẽ lấy 35 nhân với 2.000 đúng không ạ? Vậy thì mua 35 quyển, mỗi quyển 2.000 đồng. Vậy muốn tìm tổng số tiền thì các em lấy cột bên này. Các em lấy cột bên này, nhân với cái cột này thì nó sẽ ra được cột số tiền, đúng không? Chứ không phải là lấy tổng mà lại lấy hai số này cộng với nhau đâu nhá. Cứ một quyển là 2.000. Vậy 35 quyển thì em phải lấy 2.000 nhân với 35 lên, tức là cái ô này sẽ bằng là 70.000 đồng. 70.000 đồng, đúng không ạ? Tiếp theo đến cột này. Cột này là gì? Các em có số lượng ở đây là 42 quyển mà mỗi quyển là 1.500 đồng. Vậy thì các em sẽ lấy 1.500 các em nhân với 42 cho cô nhé. Các em tính là 1.500 nhân 42 xem kết quả bao nhiêu. Vậy thì các em sẽ lấy hai cái này nhân với nhau thì sẽ ra được cái cột bên này. Vậy nó sẽ bằng 63.000 đồng. Các em nhân ra thì nó sẽ bằng 63.000 đồng. Đấy. Tương tự đến cái cột tiền bên này thì các em sẽ lấy số lượng nhân với đơn giá thì nó sẽ ra số tiền, không phải cộng vào đâu nhá. Em nhớ cô, tức là mỗi quyển là 1.200 mà có 38 quyển thì các em lấy 38 nhân với 1.200, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 45.600 đồng. Đây sẽ ra là 45.600 đồng. Đấy. Và cái ô cuối cùng này thì các em cộng ba cái kết quả này với nhau, tức là các em lấy 45.600 này, các em cộng với 63.000 này. Xong đấy rồi các em cộng tiếp với 70.000 đồng. Đúng không ạ? Đấy. Thì kết quả nó sẽ ra là bằng 178.600 đồng. 178.600 đồng. Được chưa? Đây là số tiền mà các em cần phải thanh toán, phải trả tiền cho người bán hàng, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo, là chúng ta sang bài tập số 30. Bài 30 là bài tìm x biết. Vậy chúng ta sẽ làm bài 30 như sau. Bài 30A. 30A ở đây là x trừ đi 34 tất cả nhân với 15 bằng 0.
Đúng ạ, bây giờ yêu cầu các em tìm x bằng bao nhiêu. Như thế thì các em xem như đây này, cái này các em như là một thừa số. Thừa số nhân với thừa số này thì ra tích. Vậy ở đây các em sẽ suy ra cho cô là x trừ đi 34 sẽ bằng 0 chia cho 15. Đúng ạ, đây này, x trừ đi 34 tất cả nhân với 15 bằng 0. Thì chúng ta phải xem thử là các em xem cái x trừ đi 34 đây là một thừa số. Thừa số nhân với thừa số 15 này thì bằng 0. Vậy muốn tìm thừa số này thì các em lấy 0, lấy tích chia cho thừa số đã biết, tức là lấy 0 chia 15. Vậy 0 chia cho 15, 0 chia cho 15 thì bằng 0. Đúng ạ. Vậy đến đây thì các em có x trừ đi 34 bằng 0. Vậy x nó sẽ bằng là 0 cộng với 34. Đúng không? Vậy suy ra x nó sẽ bằng 34. Đúng chưa ạ? Đến đây này, ta có hoặc là có, các em có tích của hai số nhân với nhau bằng 0 thì phải có ít nhất là một số bằng 0, hoặc các em xem như đây là thừa số thứ nhất, đây là thừa số thứ hai. Vậy muốn tìm cái thừa số thứ nhất này, toàn bộ cái này là thừa số thứ nhất, thì các em sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết, đúng không? Vậy lấy 0 chia 15, mà 0 chia 15 bằng 0 rồi thì chúng ta làm tiếp như sau, đúng không ạ? Vậy chúng ta tìm ra x của chúng ta sẽ bằng 34. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang phần B này. Phần B ở đây là 18 nhân với x trừ đi 16 bằng 18. Đúng không? 18 nhân với x trừ đi 16 bằng 18. Vậy thì ở đây các em xem như đây là thừa số thứ nhất. Toàn bộ cái này là thừa số thứ hai. Còn đây là tích. Đúng không ạ? Đây là thừa số thứ nhất này nhân với toàn bộ cái này. Vậy các em cô nói lại toàn bộ cái này các em xem như thừa số thứ hai. Vậy muốn tìm thừa số thứ hai này thì các em lấy tích chia cho cái thừa số thứ nhất, đúng không? Vậy thì từ đây các em suy ra là x trừ đi 16 sẽ bằng lấy tích chia thừa số thứ nhất, tức là lấy 18 chia cho 18, đúng không? Vậy thì các em sẽ suy ra là x trừ đi 16, 18 chia 18 thì bằng 1, đúng không ạ? Vậy thì suy ra x sẽ bằng 1 cộng với 16, đúng chưa các em? Vậy thì các em sẽ suy ra là x sẽ bằng 17, đúng không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập của cái bài số 5 trong chương trình là đại số lớp 6 kỳ 1 rồi. Các em về xem lại cho cô toàn bộ cái phần lý thuyết này, xong rồi xem lại toàn bộ các cái bài tập mà cô và các em đã cùng nhau làm trong buổi học hôm nay, được không các em? Các em yêu thích bài học của cô, cảm thấy bài học của cô giúp cho các em dễ hiểu trong cái quá trình mà các em học bài, thì các em hãy ủng hộ cô bằng cách giới thiệu cái khóa học online của cô tới các bạn bè của mình, đúng không nào? Đồng thời là các em cũng có thể đăng ký thêm cái môn vật lý lớp 6. Môn vật lý lớp 6 cô cũng có dạy online đấy. Thì bạn nào có nhu cầu thì hãy đăng ký học online cả môn vật lý với cô, đúng không ạ? Các em mà có các cái anh chị học khóa trên thì cũng có thể giới thiệu khóa học online của cô với các anh chị. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi cái bài giảng của cô, và hẹn gặp lại các em với các bài học tiếp theo.